Chương trình theo vật giải trai làng. 12 đô, 12 đô thay đổi trang phục. Ban tổ chức thông báo khi chúng tôi đọc đô nào thì đô đó trước sẽ đeo đai đỏ, còn đô nào đọc sau sẽ đeo đai xanh. Đô Duy Hà của xóm Đường Hố Xanh đề nghị quý vị khán giả cho một tràng pháo tay cổ vũ cho hai đô trai làng. Hai đô bắt tay nhau. Các trọng tài chuẩn bị, hai đô chuẩn bị xe đài. Sau kêu vật giải trai làng giữa đô Hà của sông Đá và đô Duy Hà của sông Rừng, chúng tôi sẽ tiến hành cho các đô thi đấu giải nhì. Giải nhì do đô Thoan của Hà Nội đang giữ và đô Dũng của Định Hiệp xin vào phá. 12 đô chuẩn bị, hai đô vào xe đài lại. Ban tổ chức yêu cầu các ông đô vào thi đấu phải biết sau đây. Các trọng tài chuẩn bị, hai đô chuẩn bị xe đài. Xe đài ba lên ba xuống, ba bước ra ba bước vào. Xe đài là một hình thức binh quy mái tổ nhằm thể hiện sự linh thiêng và tôn trọng lẫn nhau giữa hai ông đô. Mời hai đô xe này. Rồi, mời hai đô vào bắt tay. Hai đô bắt tay nhau. Do hai ông đô trai làng chưa trải qua thi đấu nên chúng tôi thông cảm. Hai đô vào thi đấu. Các trọng tài chuẩn bị, hai đô chuẩn bị trận đấu bắt đầu. Chúng tôi đề nghị quý vị khán giả du khách thập phương cho một tràng pháo tay cổ vũ động viên cho hai đô của trai làng. Mời hai đô vào giữa sân. Trận đấu tiếp tục. Hiện tại giải ba phụ do ông Ngô Hữu Minh do ban tổ chức trao giải 5 triệu đồng. Có đô Thái của Thái Nguyên xin giữ, mời các đô vào ban tổ chức đăng ký để phá giải bao phu của đô Thái Thái Nguyên. Mời đô Hà sửa lại trang phục. Ok, trận đấu tiếp tục. Trận đấu tiếp tục. Đề nghị hai đô theo hiệu lệnh chống chồng các trọng tài. Đề nghị đô Hà nghe hiệu lệnh của các trọng tài. Mời hai đô tiếp tục. Mời hai đô vào giữa sớm. Hai đô bắt tay nhau. Sân đái tập kết. Hai đô bắt tay nhau. Trận đấu tiếp tục. Hai đô tiếp tục thi đấu.
ngoài sân rồi. Ở keo bật trên hàng giữa Đô Hà Sông Đá và Duy Hà của Sóng Rừng. Nếu ông Duy Hà của Sóng Rừng thắng, cụ Nguyễn Đức Khoa tặng 500.000 cho Đô Duy Hà. Thầy quý vị cho một tràng pháo này. Xin cảm ơn ông Nguyễn Đức Khoa. Hai đô tiếp tục, hai đô tiếp tục vào sới. Tiểu đã rất thoải mái. Rồi. Siêu mê rồi, rất thoải mái. Đấu tiếp tục. Trận đấu tiếp tục. Trận đấu tiếp tục. Hai đô tiếp tục. Và tổ chức thiên thư nhân tài có cụ Nguyễn Đức Lợi Sóng Rừng, có trai trao giải lèo 1.000.000 và cụ Nguyễn Hữu Lâm của Sóng Tây trao giải một giải lèo 1.000.000. Vậy đề nghị các ông đô của các đơn vị vào gặp ban tổ chức đăng ký hai giải lèo của hai cụ. Ngửa bụng rồi, đáng ngửa bụng rồi. Mời hai đô vào giữa sới. Mời đô khố đỏ đeo cái đai này. Mời đô khố xanh, mời đô xanh vào giữa sới. Chúng tôi xin công bố kết quả keo vật vừa qua. Đô Duy Hà khố xanh của Sóng Rừng thắng cuộc. Như vậy giải chay làng Đô Hà của Sóng Rừng nhất thắng